Xin chào mọi người, đây là vị khách hàng đã thực hiện hai ca phẫu thuật, đó chính là treo mài và nâng mũi cho cô khách hàng. Đây đây là đường treo mài sau 10 ngày. Mọi người có thể nhìn thấy là đường treo mài đang lành rất là tốt luôn nè. Cái đường treo mài của cô nằm ở dưới cung chân mài đã nếu như mà chỉ tầm sau khoảng 5 ngày nữa thôi thì nó sẽ lành lại nè, và nó sẽ sát vô và càng ngày càng mờ đi. Thì nếu như mà người ngoài nhìn vô thì người ta sẽ không biết luôn tới cái đường phẫu thuật của mình. Còn về mũi thì anh y tá vừa mới cắt chỉ mũi cho cô xong. Mũi của cô đã vào form rồi nè, chỉ mới xong 10 ngày nhưng mà rất ít sưng, ít bầm, không sưng không bầm gì nhiều hết, và vào cái dáng rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thể xem hình ảnh trước khi phẫu thuật của cô. Trước khi phẫu thuật thì mọi người có thể thấy là da trùng, da dư ở dưới cung chân mày của cô khá là nhiều nè, làm cho che đi cái nếp mí tự nhiên. Đồng thời thì sống mũi của cô cũng khá là thấp, đầu mũi ngắn. Thì sau khi mà được bác sĩ tư vấn á, thì cô đã quyết định khắc phục đôi mắt bằng phương pháp treo mày. Và đồng thời thì bác sĩ sẽ laser và đính cơ ở phần đuôi mắt cho cô để giữ cho cái kết quả này được lâu hơn. Và về mũi thì bác sĩ đã thực hiện phương pháp nâng mũi sụn nhân tạo để giúp cô cải thiện phần sống mũi nè, giúp cho cái phần sống mũi được cao hơn nè và thanh thoát, hài hòa với gương mặt của cô khách hàng hơn. Và đây là chỉ mới sau 10 ngày thôi mà vết thương lành rất là tốt luôn. Về nhà thì sau hôm nay cô nhớ là vệ sinh vết thương nè, rồi mình uống thuốc, nếu như mà còn thuốc thì mình cứ uống xong rồi thì cái mũi của mình với lại mày của mình nó sẽ nhanh lành hơn nha cô. Với lại nếu được thì mình kiêng cử, kiêng ăn, giống như là trong lời dặn của bác sĩ là tụi con có ghi đầy đủ trong đó luôn rồi, để cho cái vết thương của mình nhanh lành hơn. Thì đây chỉ mới xong 10 ngày thôi và mũi của mình nó sẽ vào form đẹp hơn nữa sau 1 tháng. Đây mài rất là đẹp luôn, đã giúp cô cải thiện được nếp chân chim ở đuôi mắt nè, và giúp cho hai mí lộ rõ hơn, to tròn hơn. Cảm ơn cô đã tin tưởng bác sĩ Việt cũng như là tin tưởng Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du để đến thực hiện treo mài cũng như là nâng mũi. Hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có rất nhiều cái chương trình ưu đãi giảm giá, cho nên là khách hàng nào muốn trẻ hóa đôi mắt nè, cũng như muốn có một sống mũi cao thẳng thì hãy liên hệ ngay với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du tại số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, hoặc là đặt lịch hẹn qua số hotline 0938 442 998. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.